Đồ Nhi phản diện. Ma Thần Sơn, Thiên Ma Điện. Phòng tắm. Tu luyện, chữ thiên hóa đạo công. Còn điều chớ, diêm la kim thang. Tối luyện cơ thở. Trong số những nguyên liệu điều chớ, cỡ diệp chu quả và thất tinh hải đường càng là thiên tài địa bảo. Vốn dĩ là muốn đỡ Long Hiên đi thu thập nguyên liệu diêm la kim thang, không ngờ vì hai cái thiên tài địa bảo hỗn sự. Vậy mà tàn sát cả tông môn người ta. Có hiệu quả như vậy, sư tôn nhất định sẽ khen thưởng mình. Thật sự có chút quá hấp phận rồi. Những nữ đồ đệ này đều là những kẻ hung hãn. Xuất phát nhiệm vụ ẩn. Sẽ không phải là báo ứng đến chứ? Điểm công đức giảm 1.000. Mở hệ thống thiện ác. Mỗi lần làm một việc tốt khen thưởng 1 điểm công đức. Mỗi lần làm một chuyện xấu trừ 1 điểm công đức. Hệ thống nhắc nhở đệ tử phạm pháp sư tôn chịu tội. Đây đều là việc chuyện tốt mà Long Hiên bọn chúng làm. Dựa theo ký ức của Thiên Ma Lão Đầu, những nữ ma đầu đồ đỡ đó thì xác thành tính như vậy là vì bái nhập ma thiên. Hoặc là cùng ta hưởng thụ sát lục, hoặc là giết, hoặc là bọn chúng cùng chết. Các ngươi tự chọn đi. Các ngươi tự chọn đi. Vì vậy coi như không có nhiệm vụ hệ thống. Mình cũng không thể để bọn họ tùy ý giết người nữa. Đương nhiên, để làm được điều này thì tiền đề là không thể để bọn họ phát hiện mình là thiên ma giả, là ma thiên giả. Vì vậy, mình phải mau chóng mạnh lên. Như vậy mới không bị vạch trần. Đâu quá. Trong ký ức của Ma Thiên, từng đọc được một tin đồn như này. Trong thần ngục trấn áp vô tận ác quỷ. Đối với một số kỳ ác khi còn sống để làm nhiều điều ác, họ phải dùng kim thang do Diêm Vương tinh chế để đun sôi tà quỷ. Bước đầu tiên của chư thiên hóa đạo này chính là diêm la kim thang luyện thở. Vì vậy, cần trải qua đau khổ. Đó cũng là không gì sánh nổi. Vì vậy, còn trải qua đau khổ, đó cũng là không gì sánh nổi. Nghe nói, những người từng phạm tội nghiêm trọng sẽ phải chịu nỗi đau gấp đôi nếu luyện công pháp này. Thậm chí, sẽ khiến người tu luyện tử vong. Điều này khó tránh khỏi làm nhục chí hầu hết mọi người. Cũng bao gồm cả lão đầu Ma Thiên đó.
Mà cực hạn tu hành của Ma Thiên Hóa Đạo này, đạo công này cũng không biết cao hơn bao nhiêu so với cực Ma Thiên Kinh mà Ma Thiên tu luyện sau này. Chỉ là tiêu tốn 1 vạn điểm cống hiến đổi Chư Thiên Hóa Đạo Công, cũng chỉ là tài nguyện. Sau khi tu hành cũng chỉ là đột phá cảnh giới tầng thứ nhất. Muốn tiếp tục cái công pháp sau này vẫn còn lấy điểm cống hiến để đi đổi. Không chịu nổi nữa, đó là cực hạn rồi. Thực sự nghi ngờ rằng một số tội nghiệp của những nữ đệ tử đó đã đổ lên đầu mình. Nhưng cảm giác thể chất thực sự xảy ra biến hóa rồi. Xương có cơ bắp cứng cáp hơn trước gấp nhiều lần. Chư Thiên Hóa Đạo Công thực sự thần diệu. Sau này bao nhiêu điểm cống hiến mình cũng đổi. Sau khi nghỉ ngơi vài canh giờ, Lục Hằng lại đi ngâm Diêm La Kim Thang. Sư tôn, đây là nhân sâm mối thượng hạ người cần, nở bên cạnh là được. Mỗi khi sẽ sập đổ thì dùng một cây nhân sâm máu thượng hạng. Thời gian trôi qua từng giây từng khắc. Lục Hằng ở trong Diêm La Kim Thang đến đến vờ vờ, ra ra vào vào. Ngày ngó phát liền 2 ngày. Nhưng khiến Lục Hằng vui sướng là hắn cuối cùng cũng đột phá đến cảnh giới võ sư. Ma Thần Sơn, Thiên Ma Điện, Đại Điện. Hôm nay bản tọa đến tuyên bố một chuyện. Sau này quy tắc hành sự của tông môn chúng ta sẽ được thiết lập lại. Sau khi xuống núi, không được làm ác, không được lạm sát người vô tội. Không được tùy tâm sử dụng, phạm là làm chuyện gì cũng phải có chứng cứ và hành động có lý lẽ. Đã biết rõ chưa? Không hay, quá gấp gáp rồi. Em đột nhiên xảy ra biến cố lớn như vậy, những nữ ma đầu đó chắc hẳn đang nghi ngờ phải không? Nhưng mình thật sự là muốn đất bọn họ bỏ tối thiểu sáng. Sư phụ thần cơ diệu toán chắc chắn là đang lên kế hoạch cho một đại nghiệp lớn lao mới. Sư tôn, không nói nhất định có lý do của nó. Dựa vào trí tuệ của chúng ta đừng có mong đoán được. Chính là như vậy. Sư tôn, xin hỏi người tốt làm thế sao? Hả? Cái đám này đã bị Ma Thiên đầu độc nặng đến vậy rồi sao? Ngay cả người tốt là gì cũng không biết. Thiện và ác này luôn nằm ở trong một ý niệm. Giúp đỡ người khác là tốt, biết đền đáp công ơn là tốt, trừ gian diệt bạo là tốt. Sư tôn, ý của người có phải là chỉ cần giết sạch những người mạnh hơn chúng ta, nhất thống thiên hạ, vậy chúng ta chính là đang làm chuyện tốt? Không phải, không phải. Ngày mai, cả người xuống núi giúp người dân trồng rau thu hoạch vào mùa thu, trải nghiệm cuộc sống của người thường.
Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho ngươi trong việc đột phá cảnh giới. Làm nông sao? Vậy mà có thể đột phá cảnh giới sao? Không hổ là sư tôn, chắc chắn là phát hiện dưới núi có điều kỳ lạ. Báo! Sử giả Thiên Phong Quốc, Trấn Quốc Đại Tướng Quân, Cố Trường An cầu kiến Má Thần Điện Chủ, Má Thiên Lão Tổ. Trấn Quốc Đại Tướng Quân Thiên Phong Quốc. Lại đến một vị võ vương. Tìm mình có chuyện gì? Trấn Quốc Đại Tướng Quân vào điện. Cố Trường An bái kiến Ba Thiên Lão Tổ. Cố Trường An, Trấn Quốc Đại Tướng Quân Thiên Phong Quốc. Hồn chủ nước ta nghe nói Lão Tổ người đột phá võ thánh, đặc biệt cử ta tới do ân chút lỡ muộn, vẫn mong Lão Tổ nhận lấy. Không nhìn không biết, vô nhìn phát liền, võ người à. Mỗi trường có 10 bạn thượng phẩm linh thạch, còn có ngũ phẩm kim liên, thiện xu tiền kỳ quả, phượng vũ kim hương mộc đẳng trong phẩm. Trọng yếu là Thiên Phong Quốc chủ trực tiếp tặng một kiện thượng phẩm linh bảo, đây là đồ mang tính sát phạt. Ám dạ thần thương. Hy vọng Lão Tổ ngài có thể thích. Cô Trường An này luôn mặc kinh kiều, rất hiển nhiên là coi thường Ma Thần Điển. Quay về đi. Nói với hồn chủ các ngươi, đồ tôi nhận rồi. Vậy mà dám coi thường Thiên Phong Quốc ta, cái này nhìn thế nào? Lão Tổ nhất đại kiêu hùng, gần đây đột phá thành cao thủ võ thánh đầu tiên Thiên Phong Quốc ta tự nhiên kính nể. Nhưng ta cái đời truy cầu đỉnh phong võ đạo, đợi cảnh giới võ vương trăm năm chưa tới đột phá. Ngày nay đến bảo xin Lão Tổ dạy bảo một phen, mong Lão Tổ không tiếc chỉ điểm một phen. Ra tay. Lý nào lại cần dùng một tấm thẻ trải nghiệm võ thánh? Cố Trường An to gan. Sư phụ ta cơ thể thánh hiền, là thứ như ngươi có thể xúc phạm sao? Mau lui xuống. Không sai. Sao sư tôn ta phải hạ mệnh đánh với ngươi? Nó đã tự tìm đường chết. Bạch kim chỉ. Vâng, chủ nhân. Một trong 10 đại cao thủ của Thiên Phong Quốc, Bạch kim chỉ. Vậy mà cái thể thần phục Mở Thiên như vậy, ánh mắt đó thật sự không chứa đựng bất cứ cảm giác, cảm xúc kỳ lạ nào. Này quá đáng sợ rồi. Tôi từng bị chủ nhân một chiêu đánh bại. Ngài thắng ta. Rồi hãy nói tới chuyện đấu với chủ nhân của ta. Một chiêu. Khoảng cách giữa võ thánh và võ vương có thể khoa trương đến trình độ này sao? Trong truyền thuyết, võ thánh có sức mạnh diệt quốc,
Xem ra là thật. Xong rồi, nhất thời xúc động. Nếu mình thất bại thì cả Thiên Phong Quốc sẽ gặp tai họa. Cố Trường An, người đi đi. Cái gì? Vậy mà thả mình đi. Mình thế nhưng là mâu thuẫn với hắn trước tất cả mọi người ở trên địa bàn của hắn. Hơn nữa bây giờ với thực lực võ thánh của hắn lấy đi tính mạng của mình dở như trở bàn tay. Đây vẫn là đại ma đầu thị xác lãnh khốc trong lời đồn sao? Cổ Trường An ngay ngay cả dũng khí rút kiếm cũng không có. Có lẽ bị mình lừa thành công rồi. Ký chủ phát nhiệm vụ ẩn, nhận được kinh kính ngưỡng của cao thủ, điểm công đức còn 100. Điểm công đức không chỉ có thể đổi vật phẩm trong hệ thống, còn có thể rút thưởng hệ thống. Vấn đề là trước đây Long Hiên diệt cả tông môn người ta, khấu trừ 1.000 điểm công đức của mình. Bây giờ vẫn đang âm nữa. Không thời gấp, không thời gấp. Đối với mình mà nói, tu luyện mới là hàng đầu. Ngươi không phải nói là đỡ ta đi sao? Ngươi thế nhưng là đã mạo phạm võ thánh. Ta ngỡ ta đỡ ngươi đi là không muốn làm bẩn đại điện của ta, để ngươi tìm một nơi đợi chết. Không ngờ cả ngươi lại trốn vừa đô thành Thiên Phong Quốc. Được thôi, vậy bản tọa sẽ thành toàn ngươi. Đỡ đó thành Thiên Phong Quốc bồi táng vì ngươi đi. Không, không. Không được. Suy nghĩ thật sự của Ma Thiên mình vẫn không thể xác định. Sao cái tên đột nhiên quay về như vậy? Không nghe thấy sao? Cố Trường An, sư tôn ta rộng lượng không tính toán với người. Mau đi đi. Cô nương, có thể thay ta nói với lệnh sư câu này không? Lời gì? Không thể buông lỏng. Trường An không biết tốt xấu, xin mong lão tổ đại nhân đại lượng. Nếu như có thể, ta muốn bái lão tổ làm sư. Cố Trường An, nghiện cơm vân nước rốt thì là tổ cũng túc tận tụy cho đến khi chết. Hẳn đây là chuyện này phải mời sư tôn định đột, vẫn mong cố tướng quân đến sảnh nghỉ ngơi. Vậy bác vỡ cô nương rồi.
Nhiệm vụ phụ: âm thịnh dương si, thu một nam đệ tử. Tên Ma Thiên này vì lấy âm bổ dương, hấp thu nghiêng âm mới thu nhiều nữ đệ tử như vậy. Mình không luyện cực Ma Thiên Tôn, quả thực là không còn phải tuân thủ nữa. Nghe nói Sở Tôn đang bế quan trong phòng tắm. Các con không hiểu, không hiếu kỳ sao? Mượn lần bản báo này hay là chúng ta nhìn thử? Cái này, đứng lại. Chủ nhân nói ta nhìn các người không cho pháp, các người tiếp cận phòng tắm. Tình đáng ghét, ngươi. Vâng, ta có chuyện cần bản báo. Các cô quên lời dặn dò của sư tôn sao? Lúc bớ quan, nếu không phải chuyện liên quan tới tính mạng không được phép làm phiền. Mời vào đi. Long Hiên cô nương. Giám hỏi thế nào rồi? Sư tôn bế quan rồi. Không sao, tôi có thể chờ. Vậy thì chờ đi. Sư tôn bế quan ít nhất là 2-3 tháng, nhiều nhất là 2-3 năm. Ở trong đây có lời ta nói với hồn chủ. Khẩn ngươi cầm vài giao cho hồn chủ. Nhân tướng quân, Tiên Phong quốc ta không thở không có ngài. Yên tâm, ta sẽ quay về. Các ngươi yên tâm làm việc, ta giao phó. Cơ thể của Lục Hằng không ngừng tăng cường với sự tối luyện của Diêm La Kim Thang. Nhưng thống khổ không có giảm đi. Mặc dù linh thạch cần thiết cho việc tu luyện rất dư dả, nhưng tốc độ tu luyện vẫn không ngừng giảm đi. Theo tính toán của Lục Hằng, muốn đột phá võ tôn ít nhất càng 3 tháng. Cứ như vậy suốt 3 tháng quả thực mà muốn mạng mà. Không phải trong thương thành có đạo cụ chống đâu không? Tuy nhiên, vào một ngày ở nửa tháng sau đó. Đây là thương thành, bí thuật, thần thông ngũ đớ, trọng tứ cực và đại não. Tu luyện 3 năm, tu luyện ra 5 tôn thần ma, tăng cường cơ thể, cường đại võ hồn. Cách hôn đổi, hoàn thành nhiệm vụ ẩn chỉ định, quay lại cái cấp độ trước đó. Thần thông ngũ đớ hình như rất thích hợp với mình. Trong kia có cơ thể độc của lão đầu Ma Thiên đó. Ngũ đớ là năm vị cường giả trong truyền thuyết đớ cảnh cực trí, là chiến lực đứng đầu thế giới này. Nhưng sau này không biết vì sao đột nhiên biến mất trong đại lục. Võ tu thông thường chỉ có một đan điền, sau khi mỗi người tu luyện để võ giả củng cố căn cơ cũng là có một cực hạn. Nhưng thần thông ngũ đớ lại có thể mở ra đan điền, khiến cho võ tu ở bất cứ cảnh giới nào đều có thể nhận được tu vi chưa từng có. Võ vương, thực ra ta chỉ có 3 thành thực lực. Võ vương, không hổ là võ thánh, quả nhiên là một võ vương như ta không cách nào mà sánh được. Không những có thể nâng cao tốc độ tu luyện, còn vô địch trong cùng cảnh giới. Không chỉ như vậy, thần thông ngũ đế này còn có thể khai mở linh hải, diễn sinh ra linh hồn thứ hai.
Đây quả thật chính là thần thông nghịch thiên. Xem ra phải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống trước mới là thượng sách. Nói không chừng ở trong đó sẽ có một nhiệm vụ hướng dẫn có thể tiết lộ nhiệm vụ ẩn của thần thông ngũ đế. Nhưng nhiệm vụ tiếp theo cũng có thể phải xuống ba thần sơn. Muốn khám phá thế giới này cũng có thể dựa vào đi bộ chứ. Bạch kiếm chỉ đáng ghét này. Để che giấu cái đám nữ đệ tử ma đầu này, bất luận là xuất hành hay là hành sự đều phải phong cách cao. Nếu không sẽ bị lù, tính mạng khó giữ. Sự tồn của chúng ta vậy mà không biết ngự không phi hành. Hắn nhất định nó không phải là sư tôn. Kẻ giả mạo sư tôn giết không tha. Muốn ngự không phi hành ít nhất cũng phải võ tôn chi cảnh. Bỏ khoảng 3 tháng đợi đặt đến võ tôn chi cảnh rồi ra ngồi. Hay là bây giờ ra ngồi thử hồn thành nhiệm vụ hệ thống. Đợi đã, cái này chính là thứ mình muốn. Xin các người hãy bảo trọng. Đừng có ảnh hưởng đến sư tôn tu luyện. Bọn ta có chuyện bẩm báo. Đừng có lấy lông gà làm mũi tên. Đừng quên, ngươi chỉ là nô bộc của sư tôn, không phải đệ tử chính anh, chính danh. Có chuyện gì? Muốn bẩm báo với sư phi, với vi sư. Sư tôn, chúng con có chuyện cần bẩm báo. Bẩm báo sư tôn, thời gian sư tôn mới qua nửa tháng, Cố Trường An đã quỳ ở bên ngoài nửa tháng. Kết giới tháp của ta không phải thánh địa, vì sao quỳ bái? Bẩm sư tôn, Cố Trường An muốn bái lão tổ làm thầy, thiết nghĩ cho đại sư tôn mới qua ở trong tháp kết giới. Tháp kết giới quả thật là nơi tu luyện của Ma Thiên Lão Đầu. Sao Cố Trường An có thể ngờ được mình thực ra ở trong phòng tắm? Hơn nữa hắn không ăn không uống gì, bất động như hố đá. Quá giỏi người rồi. Nếu đó như vậy, vậy thì bi sư đi gặp hắn thử. Ma thần sơn tháp kết giới. Đó là lão tổ. Đi. Đi, trừ phi là di tưởng võ đạo. Trong truyền thuyết, một đạo võ đạo thánh hiền đản sinh, tất nhiên sẽ sinh ra dị tượng. Lúc liên minh trừ ma đạo do tám đại phái cấu thành vây công ma thần điện chưa từng nghe nói. Không ngờ hôm nay vậy mà thi triển ngay trước mặt mình. Lẽ nào nói lúc trước đánh bại Bạch Kim Chỉ, Ma Thiên vẫn chưa ổn định tu vi võ thánh của bản thân. Lúc nãy mới qua hơn nửa tháng mới đạt tới hình thái ổn định cuối cùng của võ thánh.
Nếu thật sự như vậy thì thực lực của hắn thật không cách nào tưởng tượng. Cố Trường An, có chuyện gì muốn dọa bản tổ? Xin lão tổ Mơ Thiên thu ta làm đồ đệ, Cố Trường An ta nghiện làm trâu làm ngựa cho lão tổ. Rất tốt. Thiên không giật, thánh nhân dị tượng, vật phẩm trang sức 500 điểm công hiến. Thiên không giật, vật phẩm trang sức có thể dùng để phi hành. Thánh nhân dị tượng, chỉ cần động một ý niệm, bên người sẽ xuất hiện dị tượng. Giá 500 điểm. Còn thừa lại 1.000 điểm công hiến, vừa hay có thể mua hai vật này. Chính là như vậy, món đồ dùng để hù dọa đệ tử quả thực không thích hợp hơn. Cũng được, nếu ngươi đã thành tâm như vậy. Nếu mặt nửa tháng ngươi quỳ không động đậy, ta sẽ thu ngươi. Đa tạ sư tôn. Lão tổ thiên thu, vạn tổ thiên hạ độc tôn. Hoàn thành nhiệm vụ phụ, ấm thỉnh dương si. Thu một năm đệ tử, nhiệm vụ phụ, dương khí không đủ, thu nhận thêm 3 năm đệ tử. Đây là nhiệm vụ phụ rốt cuộc chơi chán chưa vậy? Cố Trường An, vị sư đã thu ngươi làm đồ đệ, sau này sẽ mở đại điển đính chính cho ngươi. Đa tạ sư tôn. Sư tôn đột nhiên bắt đầu thu năm đồ đệ rồi, có phải là lấy được loại bí tịch công pháp nào đó? Gần đây sư tôn lấy được một bộ thuần dương bảo điển. Đồ nhi hiểu. Toàn gì đơn thử nghiệm vớ vẩn. Vâng sư tỷ. 1 giờ sau, để tất cả đệ tử tập hợp ở đại điện Thiên Ba Điện. Vâng sư tôn. Khen thưởng của hệ thống đã phân phát dựa vào thực lực và thiên phú trá tuyệt của nam đệ tử, kích hoạt khen thưởng ẩn. Khen thưởng cái chỗ 1 vạn 2 điểm công hiến. 1 vạn 2 điểm công hiến. Này, đồ đệ này quá giá trị rồi. Hệ thống, lúc khảo nghiệm trí tuệ ngươi lại đến rồi. Nói cho ta làm thế, mở nhiệm vụ lấy được thần thông ngũ đế. Đáng ghét, vậy mà phớt lờ ta. Nhưng những ngày này, Lục Hằng cũng có chút tổng kết đối với hệ thống. Dường như trong hệ thống có một sinh mệnh trí năng trị có thể sẽ chỉ tiến hành giảng giải với một số quy tắc hệ thống. Xem ra muốn lấy được thần thông ngũ đế vẫn cần bản thân tự đi kích hoạt nhiệm vụ. Vượt qua một số quy tắc nào đó, hệ thống sẽ không phản hồi. Ma thần sơn. Tiểu thư, lão nô tận lực rồi. Nhưng Ma thần sơn này không phải là nơi phàm nhân chúng ta có thể lên. Phúc bá. Tiểu thư. Tiểu thư, phúc bà. Lỡ đâu cuối cùng cũng gặp được người rồi. Phúc bà, mau đứng dậy, có gì tôi nói. Là lão gia. Bộ họ. Trước đây, lão gia đã phát hiện linh khối ở dưới thôn chúng ta. Nhưng tin tức này không biết vì sao lại tiết lộ ra ngoài.
dẫn đến một đám thổ phỉ. Xông vào lãnh địa của bộ tộc chúng ta, giết chóc và cướp bóc. Lão già, bọn họ mặc dù chuyển dịch những người sống sót đến trong kết giới linh thạch, nhưng thổ phỉ lại vây khốn kết giới, muốn đuổi tận giết tuyệt bộ tộc chúng ta. Nghe nói thủ lĩnh bọn chúng là cao thủ Võ Tôn, thủ hạ Võ Sư có mười mấy tên. Bộ tộc chúng ta không phải đối thủ. Tiểu thư, nước và lương thực ở trong kết giới chống đỡ không được mấy ngày nữa. Cao thủ Võ Tôn đó càng có thể phá vỡ kết giới bất cứ lúc nào. Cao thủ Võ Tôn, đáng tiếc mình cách cảnh giới Võ Tôn còn kém một bước, quyết đấu không có cơ hội thắng. Nếu như có thể tu luyện bên cạnh Ma Thiên thêm mấy năm nữa thì tốt rồi. Ngủ sư muội. Muội không biết quy củ của Ma Thần Sơn chúng ta sao? Không có sự cho phép của sư tôn. Người ngồi đến giết không tha. Về tới tối nay ngài đừng làm khó. Lão phu nếu có thở nào mạo hiểm, bây giờ sẽ nhảy xuống vách núi tự vẫn. Phúc bá, có cháu gái ở đây không ai có thể làm người bị thương.